Ok, xin chào các bạn. Lại là Ngu và hôm nay mình quay trở lại với bài thách đấu của chiếc Mate 30 Pro với chiếc 11 Pro Max. Đây đang được xem là ông vua về tốc độ đấy nha, chứ còn đa nhiệm thì chắc là nó thua rồi. Mình đã khởi động hai máy lại, chứ còn để bật lên cùng nhau là hơi khoai. Chủ yếu đây là để cho các bạn thấy là máy nó không có dụng chạy nền mà vừa khởi động lên. Trong lúc chờ ổn định tí thì nó qua. Trong các bài speed test thì mình nhắc lại cho mọi người, đó là cái việc ổn định và cũng như là tốc độ thì rất là khó bởi vì khác nền tảng. Thế nên mình nói mình là thằng ngu, nhưng mà mình vẫn cứ làm bởi vì ngu là viết tắt của Never Give Up, là không bao giờ bỏ cuộc. Cái việc mà có bốn yếu tố tác động đến cái tốc độ tải game ứng dụng, nền tảng khác nhau nên mà ứng dụng viết cho nó khác nhau. Hai, một số nhà lập trình viên chuyên tối ưu hóa cho những cái game iOS hoặc game Android. Ba, tốc độ đọc ghi bộ nhớ trong quá quan trọng, các bạn cứ thử ở nhà một cái máy tính HDD và nó lắp SSD vào xem nó như nào. Và cuối cùng đó chính là cái con chip cũng sẽ ảnh hưởng phần nào. Thế nên chúng ta không so sánh là chip này nhanh chip kia, mà đơn thuần hôm nay là so 11 Pro Max nhanh hơn Mate 30 Pro hay không. Bắt đầu rồi. Đấy, nói nãy giờ để cho cái máy nó ổn định lại một tẹo xem có gì nó ảnh hưởng không. Anh em thấy nhá. Rồi. Sâu quá điểm AnTuTu. Con 11 Pro Max có điểm 457.000, còn cái chip Kirin mới này chỉ được khoảng 313.000. Ta qua Geekbench. Geekbench này là điểm số cho cái thông số về CPU cao hay thấp như nào. Mình đã mua cái phần mềm này hình như là 15.000, 25.000 thế. Và rất là bất ngờ khi điểm multicore đa nhân thì của cái chiếc iPhone đã hơn cái chiếc Huawei một chút. Nhưng điểm đơn nhân lại tác động đến cái tốc độ hàng ngày thì nó lại gấp đôi cái sản phẩm Huawei. Và chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách là vào cái game ứng dụng bình thường. Đây là AirVisual, một phần mềm kiểm tra chúng ta phải đeo rõ mõm khi ra ngoài đường không, bởi vì thời tiết quá là ô nhiễm. Các phần mềm nhẹ nhàng này thì mình chỉ cho vào để thử khả năng đa nhiệm về sau thôi, chứ còn gọi là để mà chúng ta tốc độ thì khó lắm mọi người ơi. Hai con này nó nhanh quá, làm gì đâu. Đấy. Ok, ta sẽ quay trở lại với YouTube. Rồi, của Huawei cũng nhanh hơn một tẹo. Chúng ta sẽ bấm vào một cái video sắc tăng, một trong những chương trình trả giá nổi tiếng nhất Việt Nam. Instagram, mình sẽ vào Vật Vờ Studio. Đấy, chênh nhau ít lắm, nói chung trong kiểu TikTok ấy. Và mình sẽ bấm vào website của Di Động Việt. Cảm ơn Di Động Việt đã là nhà tài trợ cho mình mượn cái chiếc iPhone 11 Pro Max để thực hiện được cái video so sánh hiệu năng này. Thế nên anh em muốn mua chiếc iPhone 11, 11 Pro Max, các bạn hãy truy cập ngay vào link mô tả tại Di Động Việt nhé. Bởi vì đặc biệt là họ có chương trình, đó là các bạn sẽ được thu cũ đổi mới và có bảo hành 1 đời 4 rơi vỡ này, trả góp 0% lãi suất, giao hàng tận nơi, vân vân. Nói chung giá đây khá ổn áp và mình sẽ để link cho anh em nào muốn mua chiếc iPhone 11 chính hãng ở đây. Đấy, các bạn thấy là mình dụ sẽ bấm vào cái chiếc máy 256GB. Tải nhanh không? Quá nhanh luôn. Giữa các máy này thì sự chênh lệch của nó ít lắm. Thế nên mà chúng ta sẽ chủ yếu là thử các game nặng ở phía sau xem như nào. Mình sẽ đến với lại Messenger. Tự trai với bản thân luôn. Đấy, chúng ta sẽ đi đến với Angry Bird. Những cái game ứng dụng này mình bắt đầu thử để xem là con nào sẽ nhanh hơn. Wow. Bạn thấy là trên cái chiếc Mate 30 Pro tỏ ra khá là nhanh khi đã load được một nửa. iPhone thế mà. Và phần thắng thì thuộc về chiếc máy nào? Những cái tựa game bọn mình test đây. Vâng. Hai bên không chênh nhau quá nhiều. Nó một tẹo này, iPhone có vẻ vào trước nhưng mà nó chênh nhau ít lắm. Vuốt cái này mệt ghê ấy. Mình lỡ vào cái phần mềm cái game Lord Bia 3 rồi. Ok, mình sẽ đằng nào thế là mình vào luôn. Cái trò này của chúng ta thì coi như là cái kết quả không tính nhé các bạn. Bởi vì mình lỡ bấm iPhone trước do cái cảm ứng nhạy quá, mình vô tình chạm vào. Ok, ta sẽ tính vào đa nhiệm sau. Đây là một tựa game của game Lord. Và thường thì mình thấy rằng là của Android chúng ta tải cái tựa game này thì hay bị chậm hơn. Nhưng ngược lại thì với một tựa game khác của game Lord như Asphalt 9, các bạn sẽ cảm thấy bất ngờ. Bởi vì tựa game này thì trong phần lớn những cái bài test của mình thì thấy Android nó nhanh hơn. Như lần trước cái chiếc Galaxy Note 10 Plus cũng đánh bại cái chiếc iPhone 11 Pro Max ở cái tựa game này. Và mình sẽ kiểm chứng lại trên con chip Kirin này có đúng hay không. Lần này sao lâu nhỉ? Và lần này thì lại không đúng, khá là lạ. Nói chung là mình thấy cái điều này có gì đó bất ổn. Bởi vì lần trước bọn mình test thì cái chiếc 11 Pro Max lại vào sau ở trên con Mate 30 Pro này. Kiểu nó không ổn định anh em. Nên nói chung là các bài speed test này các bạn chỉ xem tham khảo cho vui nhá. Còn mình thấy là cái độ chính xác của nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Đôi khi cái máy nó cứ ngáo ngáo ấy. Lúc nhanh lúc chậm nó chẳng có đồng đều tí gì cả. Quan trọng nhất đó là sự chênh lệch giữa các cái máy này có nhiều hay không. Nếu mà nó đủ lớn kiểu máy này vào trước 1 tiếng, máy này 2 tiếng sau mới vào thì các bạn hãy cân nhắc. Còn kiểu mà nó chênh nhau được mấy giây như này thì chưa đủ để cho mình cảm thấy sự khác biệt quá nhiều. Úi dồi, thằng ta vuốt mất thời gian thế. Rồi, ta sẽ đến với lại Shadow Fight 3. Đó là bọn mình cũng luôn luôn là phải check đi check lại rồi bắt đầu mới đưa vào bài test cho các bạn. Nhưng mà cái sự khác nhau giữa các máy thì đôi khi nó bỗng dưng xuất hiện, khó hiểu lắm.
nên mấy cái bài speed test này chí chả, làm cho anh em xem cho nó vui. Đấy. Ôi, lúc bọn mình test trước thì lại con iPhone vào trước, bây giờ lại con Huawei vào trước. Đúng là bịp. Khó hiểu. Nhưng con iPhone đơ quá luôn rồi. iPhone đơ luôn rồi mà. Các bạn thấy không? iPhone cũng đến lúc phải đơ này. Dị vãi. Đúng là những cái bài speed test này thì nó tác động rất nhiều yếu tố bên ngoài, những cái phần mềm đôi khi nó vui lên nó đơ, nó chả biết nào mà làm. Vâng, đây, qua video lần này các bạn sẽ thêm một góc nhìn khác về những cái phần mềm và những cái video speed test ở trên mạng internet nhé. Rõ ràng là cái đôi khi các bạn test thấy trên video, uội, ông này ông test nhanh vãi, sao ở nhà mình lại máy mình test nhanh hơn này. Ông này ăn tiền nói láo à? Không. Đôi khi cái máy nó tự ăn tiền và nó tự nói láo các bạn đấy. Nó cứ tự chênh lệch như thế, bọn mình chả biết thế nào được. Bọn mình chỉ là người test bình thường đấy. Cái PUBG này thì nó nhanh hơn rõ rệt rồi. Nên mà những video này anh em xem để tham khảo thôi nhá. Anh em đừng nghĩ rằng nó sẽ là cái quyết định để anh em sẽ sử dụng nó để mà mua máy. Vâng, Liên Quân cũng rất nhanh ở trên iPhone 11 Pro Max. Huawei chỉ vào sau một tẹo thôi. Và mình sẽ đến với Subway Surfer. Mình sắp tới đi Singapore. Anh em nào ở Singapore có thể đi chơi cùng với mình nhé. Liên hệ inbox. Và cuối cùng là có một cái phần mềm Adobe Premiere Rush. Thì cái vấn đề đang gặp phải, bọn mình đã thử nghiệm, đó là cái chiếc Huawei. Các bạn nhìn đi, cùng file video này nhưng Huawei không preview được, tức nghĩa nó chỉ nghe được âm thanh, nó không nghe được cái video này đang nói về cái gì. Đây, các bạn xem, cái file này đúng chuẩn 5 phút luôn. Đấy, đúng 5 phút, đúng file này. Nhưng cái chiếc Huawei thì lại chỉ nghe âm thanh. Nhưng mà thôi kệ nha, mình cứ render thử cho các bạn xem thôi, chứ mình không tính cái phần này cho các bạn xem. Chứ phần mềm của Android đôi lúc là nó sẽ bị như thế đấy. Đây khi các bạn, đây mới là file 5 phút, khi nãy nhầm file 2 phút nha anh em. Size ra y hệt nhau, 307MB, không khác nhau một tí gì. Chất lượng đều là độ phân giải Full HD. Rồi ok, ta sẽ cùng export. 99% các video các bạn xem bọn mình làm thì tại các sự kiện đều là làm từ điện thoại. Và nếu 100 người cùng làm, ông nào muốn lên sớm thì việc render video này rất là tác động đến cái vấn đề đó. Và đấy, thì các bạn thấy rằng là những con chip mới thì thường gặp vấn đề những phần mềm và sự tương thích. Thế nên mà cái phần mềm Premiere Rush không hoạt động được ở trên Mate 30 Pro. Thì mình sẽ dừng luôn cái bài test này cho các bạn xem. Đó. Rồi, thử với phần đa nhiệm. Đang khá là ổn đúng không? Ta sẽ đến với Geekbench. Đấy, iPhone đã bắt đầu là thua rồi. Đa nhiệm iPhone bắt đầu là đuối đuối rồi. Một số phần mềm là nó không giữ được đa nhiệm. Đó, nó bắt đầu là khoai thị sắn. Đấy. Nên mà đa nhiệm thì chắc chắn không phải nói nhiều là Huawei sẽ giành chiến thắng. Bởi vì đơn giản dung lượng RAM của Huawei cao hơn rất là nhiều so với đời trước iPhone của chúng ta. Đấy, ta sẽ vào InReverse. Đó, như vậy là qua video này thì mình đã hoàn thiện xong bài test của mình để giải đáp các bạn những vấn đề. Một con chip Kirin hoàn toàn mới nên mà một số tựa game ứng dụng chưa tối ưu nên không gì lạ. Và cũng như là cái phần mềm như Premiere Rush thì chưa tương thích nên vấn đề này là hoàn toàn đúng. Và cái iPhone vẫn đang quá nhanh, mạnh và nguy hiểm. Các bạn nghĩ sao? Cuộc đối đầu nhà thách thức này của Mate 30 thì Mate 30 Pro thách thức lần này thì như thế nào so với iPhone? Nhưng lần tới chúng ta sẽ thách thức về camera nha. Ủa, cầm lên mới thấy này, Mate rất mát luôn, gần như không nóng, còn của iPhone nóng ran cái phần khung viền. Ok, lần tới chúng ta sẽ test thêm cả nhiệt độ nhờ bên Relab test. Và đừng quên truy cập link mô tả tham khảo giá bán của Di Động Việt về những chiếc iPhone 11 hàng chính hãng, giá tốt, có ưu đãi cho các bạn nâng máy cũ lên máy mới. Hẹn lại anh em các video lần sau.